Chào các bạn, đây là cậu của Bill nè cả nhà ơi. Cà phê rồi, đi cà phê, cà phê, cà phê, cà phê, cà phê, cà phê. Đây nè, đây nè. Bill ơi, Bill ơi, Bill ơi. À, đây là cậu của Bill hả? Cậu bùm bùm là kêu bằng ông hả? Kêu bằng ông nha, bằng ông. Hả chịu. À, khuôn mặt giống nhau hả? Thôi mệt quá mà, khó quá mà. Đây là cậu của bụng bụng mười. Cậu bụng bụng. Rồi cho miếng tiêu đi. Trời ơi. Bà chủ rửa chén luôn kìa. Bà chủ rửa chén. Bây giờ là lao động là vinh quang. Bà chủ đang rửa chén luôn nè. Cậu đây cậu bùm bùm nè. Đó. Mình thì bán ở dưới quận 1 á. Dạ. Cháu nó thích cái nghề này lâu lắm rồi. Dạ. Hôm nay nó muốn có điều kiện thì anh giúp nó. Dạ. Anh Tám nghe chỗ qua chỗ làm cái chỗ 196 Nguyễn Trãi đó, nghe chỗ làm số. Đúng rồi, cái chỗ mà làm mấy biển số xe rồi nó quảng cáo á. Ngày đó. À. Đó là gì anh mà. Nó bản nhiều nhất á. Phải không? Bữa nào ghé đó ủng hộ. Đó là bún bò viên, bún hủ tiếu bò viên đại gia truyền luôn. Số 4. Đúng rồi. Số 4 rồi. 25. À, chú đọc lại cái địa chỉ chú. À, chỗ 196 Nguyễn Trãi á. Dạ, Nguyễn Trãi là quận nhất hả? Có đường hẻm đó. Là quận mấy? Quận 1 luôn. Ở đó vậy cái công viên 39 á. Mấy chỗ là như vậy luôn, hủ tiếu bò viên, bún bò viên. Có cách thức nấu là cũng y như vậy đó. Dạ. Ở chỗ công viên 39 nha, chỗ bãi xe á. Đúng rồi. Nói em bán này bè quá, đính chính luôn nha. Đâu, đâu rồi đó. Đính chính luôn hả? Cô bác chị ơi, nhớ ủng hộ bò viên. Ở chỗ bến xe của chỗ bến xe buýt công viên 39 á. Công viên 39 á cái tới đó hỏi bò viên là ai cũng biết hết. Đây chú bán là 20 mấy năm. Đây là cậu của bùm bùm ha. Là bán hủ tiếu bò viên là gia truyền của chú chị 20 mấy năm rồi của chú anh chị. Đó, đến đây cũng đến chính chia sẻ của bùm bùm chứ để là nói này kia của chú anh chị. Đây là cũng là cậu hỗ trợ cho mình bơm để mở thêm cái chi nhánh riêng. Đúng rồi, cái này nó khoái lâu rồi. Đây không có khỉ ai nha cả nhà. Nói chung là cũng khó khăn, chúng ta điều kiện. Còn bây giờ có chút xíu đi, nó muốn ra nó kinh doanh luôn. Cháu nó thích là mình chỉ nó hết những cái gì. Vậy hả? Đúng rồi. Mình sao là mình chỉ nó vậy đó. Vậy hả? Rồi. Tại em cũng gần nó bển. Bữa nào ghé. Bữa nào ghé rồi gặp anh đó hoài. Khi buổi sáng em tập thể dục giờ qua có thấy cháu bán một viên. Đó. Ừ, bà xã em biết bán. Bữa nào cũng lại ủng hộ cho chú. À, bán chỗ đó hai mươi mấy năm rồi hả? Đúng rồi, bán hai mấy năm rồi. Lúc trước bán ở Nam Bút Căng. Dạ. Sau đó mới giờ về đó. Để tờ nghiệp của bà chủ này ha. Em ơi cho nó làm chứ rồi. Rất là giống nhau ha. Nhớ ba bạch nha, bà bơm. Bà chủ đang rửa chén nè. Bên em chị Bé Trâm có đánh không bà bơm? Chắc luôn buồn chứ chưa tới đâu. Rất là kỹ nha cái nhà.
là cái gì? Cạo bơm bán hủ tiếu ở quận nhất cả nhà, cả nhà cảm xin giữ nhiều cái địa chỉ đó cô chú chị, cô chú chị ở gần tầm nhất thì đến đó ủng hộ cả nhà. Bơm bơm ăn sáng chứ mà bơm chưa ăn sáng luôn. Làm không kịp ăn sáng luôn mà. Chưa ăn sáng luôn á. Thôi để ăn vô luôn. Chút hồi lấy cái nồi xương ra ăn ngày hôm qua hết sâu. Không ăn còn gặm xương nhá. Bữa nay cũng còn gặm xương tiếp. Gặm xương cũng ngon mà. Xương mày có tỷ ống mà tỷ ống á này ngon lắm. Nó còn ruột mình ăn nó còn ngon chứ đâu. Bên giữa rất là sạch ha cái nhà. Bên giữa ba uống nước luôn, phải một nước hai nước luôn nha. Anh đang lấy điện thoại gọi cho anh em ơi. Chị Trâm đẹp 20 tô mà. Dạ đúng rồi, nhập 20 tô. Em còn nợ bông. Bông với lại ba nè. Ủa Việt Băng hả? Có cô ở Đài Loan. À. Em nói để qua tầm em dẫn dãn khách ra đến ăn đi rồi em mới phát được. Chứ với cô đến xa đi xa đến đây á. Chị đặt để cho ở bệnh viện nè. Ủa chị Bá Trâm chỉ đặt rồi xong rồi chỉ đi, đi phát bệnh viện hay là phát ở chỗ nào vậy ta? Dạ em cũng chưa biết chị nói để chị qua rồi chị nói. Ừ. Đây là chị qua nè. Trời ơi để bùm bùm rửa. Đàn cậu của bùm bùm. Rất là giống nhau ha. Nè cô chú anh chị. Ở. Cả nhà tại cung chiên kết thúc clip luôn cô chú anh chị.